Năm nay các bạn hãy học cách chúc Tết theo phong cách 12 con giáp để khi mấy bạn đi chúc Tết lấy lì xì, ai tuổi gì thì mấy bạn chúc theo tuổi con đó để không có mít lòng, áp dụng nha. Bài cách chúc Tết 2024, phong cách 12 con giáp. Thanh niên khiến cộng đồng mạng quan ngại cái kết khi áp dụng thực tế. Hiểu tâm lý giới trẻ mỗi dịp Tết đến đều phải cất công soạn văn mẫu cầu chúc để nhận lì xì. Nhưng cách này rất dễ bí văn chương. Nên một nam TikToker đã lên video gợi ý cách chúc Tết phong cách 12 con giáp cực sáng tạo, vừa kiệm lời, chỉ cần khiếu diễn xuất và tinh thần không biết ngại là được. Những phong cách trên quá thành lịch nhẹ nhàng, chưa lột tả được độ chân thật. Chỉ khi nhập tâm như tuổi thìn mới đáng lo. Không khéo người ta còn tưởng bị cận huyết. Hy sinh vì nghệ thuật đến thế là cùng, chưa gì đã cảm nhận không khí Tết sầm tụ hẳn ra, vì gia đình cứ ngỡ nhà đang mở xiếc thú. Phải có kiến thức, kinh nghiệm trải nghiệm phong phú, nên thanh niên mới có diễn xuất ao trình như vậy. Đúng. Nhưng điều mà cộng đồng mạng quan ngại là liệu long thể mình có bình an sau khi thực hành hay không. 12 con giáp bị nhiễm phóng xạ. Tuổi thìn nhưng mà nhớ khạc cục đờm vào mặt người ta thì sao ạ? Xin lời khuyên. Ngoài ra, có một số bé chuột bạch đã thử nghiệm rồi quay lại đánh giá kiểu em mới làm theo anh, ra ngoài chúc Tết thì Mạnh Thường Quân lại nhà em quá trời, em cảm ơn anh. Làm xong bác tao hỏi, con mày năm nay nó hóa thú hả? Bạn thuộc tuổi nào trong danh sách độc lạ này? Hãy để lại chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 Phút. Xin chào và hẹn gặp lại.